Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày vào mỗi buổi tối trên E-Channel. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình tổng hợp lại những tin tức có trong ngày hôm nay, những tin tức nổi bật có trong Gặp Nhau Cuối Ngày 23 tháng 12 nhé. Và tối ngày 22 tháng 12 thì Linka đã khiến cho nhiều fan của mình cảm thấy ngạc nhiên khi thông báo trên Facebook cá nhân của mình việc fanpage Triệu Like cùng với kênh YouTube đã xây dựng được 4 năm của cô nàng đã bị mất quyền kiểm soát. Đây thật sự là một tin sốc đối với riêng bản thân Linka cũng như những khán giả yêu thương hot girl này, bởi lẽ trong nhiều năm vừa qua thì đây chính là cầu nối gắn kết cô nàng với mọi người. Trong bài viết thì Linka đã tỏ rõ sự thất vọng và bàng hoàng sau khi mà công sức 4 năm của mình đã đổ xuống sông xuống biển. Điều này là thật sao? Dù đã biết trước ngày hôm nay sẽ đến và đã cố gắng, nhưng chứng kiến một cái gì đó đã gắn bó sụp đổ khiến Linh không thể giấu được cảm xúc của chính mình. Linh cũng không nghĩ là 4 năm xây dựng fanpage và YouTube để tạo cầu nối để gần gũi hơn với mọi người đang theo dõi Linh lại kết thúc một cách buồn và đáng tiếc như vậy. Tại sao lại làm vậy với Linh? Hay tại mình còn quá nhỏ không hiểu biết nên họ được quyền làm như vậy? Bản thân bây giờ không muốn làm gì nữa rồi, cảm thấy mệt mỏi và có thất vọng quá không nhỉ? Trích từ bài viết của hot girl này. Và hiện tại thì nguyên nhân mất quyền kiểm soát các kênh truyền thông của Linka vẫn chưa được tiết lộ. Thế nhưng mà bên dưới bài viết thì rất đông người thân và bạn bè cũng như là những nghệ sĩ nổi tiếng cũng đã để lại những bình luận nhằm an ủi Linka sớm có thể vượt qua được nỗi buồn này để có thể tiếp tục bước đi trên chính con đường mà bản thân đã chọn. Theo đó thì fanpage của cô nàng đã mất đi toàn bộ những hình ảnh bài viết trong thời gian qua và chỉ còn hiển thị những post được đăng từ năm 2017. Trong khi đó thì kênh YouTube riêng của hot girl này cũng chỉ có những video được đăng tải từ 7 tháng trước. Tin tức thứ hai có trong ngày hôm nay, còn nhớ thời gian sau khi cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời thì những phát ngôn xúc phạm của một nam streamer người Sài Gòn khiến cho nhiều nghệ sĩ phẫn nộ. Tưởng chừng những mâu thuẫn này đã được giải quyết nhưng mà gần đây thì cơ sở stream của người này liên tục bị ném gạch đá và bị tạt mắm tôm. Công an quận Tân Bình đã lập hồ sơ trình báo của ông Nguyễn Ngọc Duy về cơ sở kinh doanh của mình bị ném chất bẩn và ném đá. Theo nam streamer này thì sự việc bắt đầu từ ngày 14 tháng 12. Theo hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, vào lúc 23 giờ 12 phút thì hai nam thanh niên đi xe máy tay ga đến trước phòng gym và đồng thời là nơi ở của anh Duy trên đường số 6. Người cầm lái đã dừng lại bước xuống và dùng nhiều vật để ném liên tục vào phòng gym rồi bỏ đi. Vụ việc đã khiến cho một phần chữ ở biển hiệu của phòng gym này bị hư hại. Và sau đó thì tôi đã báo cáo vụ việc này lên công an để phục vụ cho điều tra và xử lý, nam streamer này đã chia sẻ như vậy. Và theo anh Duy thì vụ việc xuất phát sau những phát ngôn thiếu kiểm soát trên mạng xã hội của mình. Tôi đã nhận sai về những hậu quả nó mang lại. Bây giờ tôi sửa sai và muốn cộng đồng cho một thời gian khép lại vụ việc vừa qua không để nặng nề hơn. Đằng sau mỗi người đều có gia đình, công việc và cứ như vậy thì rất ảnh hưởng cho cuộc sống của mỗi người. Đây không phải là lần đầu tiên mà cơ sở kinh doanh và nơi ở của anh Duy bị ảnh hưởng. Trước đó thì Duy Nguyễn cũng có những phát ngôn phản cảm khi nói về tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài trong livestream của mình. Và đoạn clip đó thì đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, gây nên một làn sóng phẫn nộ đến từ phía khán giả lẫn nhiều nghệ sĩ. Trong thời gian vừa qua thì thông tin về nhóm 10 bạn trẻ tham gia vào tour trekking cùng tài năng Phan Dũng lấy nhựa thông để nhóm lửa và cắm trại đang là chủ đề khiến cho dư luận xôn xao nhiều ngày qua. Cụ thể thì vào ngày 19 tháng 12, một người dân xuất hiện trong khu vực đã phát hiện ra sự việc này và đã chụp lại những hình ảnh này, đăng tải lên một group phượt có lượng thành viên đông đảo. Thậm chí không chỉ một cây mà còn khá là nhiều những hàng cây thông khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Theo người này chia sẻ thì việc làm này có thể do là các bạn trẻ thiếu ý thức bắt chước nhau. Tuy nhiên thì hành vi này đã tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ và có thể khiến cho những cây thông gãy đổ bất cứ lúc nào hoặc là bị chết. Và sau khi nhận được thông tin về vụ việc này thì đại diện lãnh đạo xã Phan Dũng thuộc huyện Tuy Phong, Bình Thuận đã cử cán bộ đến để kiểm tra khu vực có cây thông bị xâm phạm để lấy nhựa. Sự việc này thì đã làm dấy lên nhiều tranh luận về chủ đề thiếu ý thức cũng như là thiếu kiến thức của một số dân phượt thủ và thỏa mãn cái tôi cá nhân, nhưng những hành động bất chấp thay vì suy nghĩ một cách thấu đáo và sâu xa về tình trạng trên. Và trước tình hình này thì admin của một group phượt là Thiên Phúc Lâm đã đăng tải dòng trạng thái và kêu gọi mọi người đi trekking cùng tài năng Phan Dũng đoạn qua ngã Ba Lạc, thôi không lấy nhựa thông để nhóm lửa nữa. Bên cạnh đó thì bài viết cũng khuyến khích sự đóng góp các kinh nghiệm về việc nhóm lửa trại trong lúc mưa gió hoặc là trong rừng bằng các phương pháp khác thay vì dùng nhựa thông. Tin tức thứ tư có trong ngày hôm nay, mới đây thì hình ảnh công trình nhà nghỉ và nhà hàng Panorama tại đèo Mã Pì Lèng quy mô khủng đã xuất hiện trên mạng xã hội khiến cho nhiều người chú ý. Và theo đó thì vào hồi đầu tháng 11 năm 2020, nhiều khách du lịch và người địa phương đã phản ánh về khu tổ hợp nhà hàng khách sạn Panorama đã mở cửa hoạt động trở lại. Khu tổ hợp nhà nghỉ nhà hàng Panorama như được lột xác và trở nên đồ sộ nguy nga hơn so với phiên bản lần đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội. Ngoài ra thì hoạt động kinh doanh tại nhà hàng này vẫn tấp nập, rất đông du khách đến nghỉ chân bên trong công trình này để chụp ảnh và sử dụng những dịch vụ khác, ví dụ như là ăn uống. Giá vé vào tham quan du lịch là 20.000 đồng một người.
Được biết thì hình ảnh công trình Panorama được sơn màu xanh lá vào năm 2019 từng bị dư luận chỉ trích và cho rằng công trình này đã phá vỡ cảnh quan của một trong tứ đại đỉnh đèo tại Việt Nam. Tuy nhiên thì sau khi được chủ đầu tư tiến hành cải tạo và sửa chữa một số hạng mục đã mở cửa trở lại và ngày càng nổi tiếng hơn. Có những ngày thì xe phải xếp hàng dài gần 1 km để chờ du khách xếp hàng và chụp ảnh. Trước sự việc trên thì ông Trần Quang Minh là bí thư huyện ủy, huyện Mèo Vạc đã cho biết, sau khi xảy ra lùm xùm và các cuộc họp để tìm cách giải quyết, công trình Mã Pì Lèng Panorama đã được phép tồn tại với yêu cầu là sửa theo tư vấn thiết kế kiến trúc của hội đồng thẩm định, bao gồm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Quy hoạch Kiến trúc và nhiều nhà khoa học khác. Theo như ông Minh thì công trình này đã làm đúng theo thiết kế của hội đồng thẩm định và hiện công trình chưa xong hẳn và vẫn còn một số hạng mục đang tiếp tục được hoàn thiện. Sau khi góp phần trong việc xóa sổ hai trang web bán vé máy bay lừa đảo thì mới đây, Hiếu PC đã bất ngờ bị một số người dùng mạng lập group và website anti. Sau khi bị anti với những lời lẽ tục tĩu thì Hiếu PC đã chính thức lên tiếng về vấn đề này trong group Nhận thức về an ninh mạng cùng với Hiếu PC và những người bạn. Nguyên văn chia sẻ của anh như sau: "Mình thật sự rất cảm kích sự nhiệt tình của tác giả làm ra trang hiếupc.com. Dù sao thì mình cũng ghi nhận điều này. Có lẽ bạn nói đúng và mình cũng không trách bạn, cho dù là những lời nói nó có thô lỗ và xúc phạm. Mình cũng rất hiểu lý do tại sao, vì bạn cũng chưa từng tiếp xúc với mình cho nên vậy. Có lẽ chúng ta nên sống vì cộng đồng, vì tình yêu thương hơn là ganh ghét lẫn nhau. Nếu như mình có làm ảnh hưởng đến bạn thì mình xin lỗi, vì mình biết mình không sống hổ thẹn với trời với đất ở hiện tại. Những việc mình làm là vì cộng đồng, để giúp cho mọi người dù là chuyện nhỏ nhất, và đồng thời hiểu thêm về an toàn thông tin là gì, và tốt nhất là nên làm lành và bỏ qua mọi điều." Cách hành xử của Hiếu PC thì đã khiến cho cư dân mạng không khỏi bất ngờ. Bên cạnh những lời chia sẻ trên thì nam hacker này cũng đã khẳng định những việc mà anh làm không sai, tất cả thì đều là vì cộng đồng và cho rằng sự hiềm khích này là do hiểu lầm. Và đồng thời thì anh cũng cho biết sẽ không có bất kỳ hành động nào tác động đến trang web anti trên. Tin tức cuối cùng có trong ngày hôm nay liên quan tới dự án Trạng Tí Phiêu Lưu Ký của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân và đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thì ngày hôm nay, Ngô Thanh Vân đã chính thức lên tiếng khẳng định cô không vi phạm bản quyền phim. Và được biết, kể từ khi công bố chuyển thể bộ phim truyện tranh Thần Đồng Đất Việt lên màn ảnh rộng vào 4 năm trước, phim điện ảnh Trạng Tí Phiêu Lưu Ký của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Ngô Thanh Vân đã nhận về nhiều luồng ý kiến tranh cãi xoay quanh câu chuyện về bản quyền của bộ phim này. Nhất là mới đây thì khi mà trailer của bộ phim này được nhà sản xuất của Ngô Thanh Vân tung ra, rất nhiều bình luận đã lên tiếng đòi công bằng lại cho họa sĩ Lê Linh, chính là tác giả của bộ truyện tranh Thần Đồng Đất Việt, bởi một số bộ phận khán giả cho rằng đơn vị sản xuất bộ phim đang vi phạm quyền tác giả của họa sĩ Lê Linh khi mà ký hợp đồng với công ty Phan Thị và kêu gọi tẩy chay bộ phim này. Trước những thắc mắc của dư luận thì vào trưa ngày hôm nay 23 tháng 12, phía Studio 68, đơn vị sản xuất cũng như chính là nhà sản xuất Ngô Thanh Vân đã chính thức lên tiếng. Liên quan tới cáo buộc ăn cắp thì Ngô Thanh Vân đã cho biết: "Xin được nói rõ, Trạng Tí là nội dung tôi có mua và trả tiền theo đúng luật sở hữu trí tuệ, nên việc tố chúng tôi ăn cắp là không đúng. Nếu có lỗi thì đó là do tôi không nắm rõ thông tin về sự thưa kiện giữa họa sĩ Lê Linh và công ty Phan Thị." Bên cạnh đó thì Ngô Thanh Vân cũng tiết lộ rằng cô đã chủ động tìm đến họa sĩ Lê Linh để nói chuyện và tìm cách xử lý do hợp đồng với Phan Thị đã ký kết xong. Nhưng mà chính họa sĩ Lê Linh là người đã từ chối mọi lời đề nghị và quyền lợi từ phía hãng phim này. Cô chia sẻ rằng rất mong là bộ phim Trạng Tí Phiêu Lưu Ký có một cái kết trọn vẹn, bởi đây là một sản phẩm mang tính sống còn với công ty Studio 68 của cô. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tổng hợp lại những tin tức nổi bật có trong Gặp Nhau Cuối Ngày ngày hôm nay 23 tháng 12. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào, chúc các bạn ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai nhé.